cái yếu tố mà ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe và tuổi thọ của mình. Thì thức ăn thì anh kiểm soát được rồi nhá. Không, cũng không kiểm soát được đâu. Nhiều khi ăn dầu mỡ rồi tùm lum hết rồi nó cũng có hại. Nên là đó, chiên rán nhiều quá mà dầu mỡ nhiều quá cũng không tốt. Không, nhưng mà năm nay anh có thêm bà xã đấy, anh có thêm vợ là anh sẽ ăn uống healthy hơn đấy. Thì mong là như thế. Mong là sẽ ăn rau củ quả rồi nhiều hơn. Dạ. Thật ra duyên nó chưa tới thôi, chứ nếu mà anh ví dụ như mai mốt có bà xã mà thấy cuộc sống nó thay đổi tuyệt vời quá, biết bà biết thế mình lấy vợ 10 năm trước. Vậy hả? Đúng không? Ý là anh thế. Chưa biết nữa, chưa trải qua anh chưa biết. Hay là thôi mong là sẽ hạnh phúc người ngời. Dạ vâng ạ. Nói chung là cái quan điểm của em thì như thế này, khi mà mình yêu rồi mình kết hôn với một người thì cái cuộc hôn nhân này nó mới chỉ bắt đầu thôi. Để có một gia đình hạnh phúc ấy thì nó đòi hỏi cái sự nỗ lực từ hai bên rất thấu là nhiều. Hiểu đâu. Dạ. Rồi là bao dung cho nhau.